Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, em tên là Phan Lê Đăng Hận, học sinh lớp 12A9 và bạn Âu Thị Bích Phượng, lớp 10A8 trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Do là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động dạy và học của rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhiều trường học phải đóng cửa, nhiều học sinh, giáo viên không được tới trường trong một khoảng thời gian dài. Đứng trước tình hình đó, thì Đảng và nhà nước ta đã xác định rằng ngừng đến trường chứ không ngừng học. Và một trong những cái hình thức dạy học mới được áp dụng đó là dạy học trực tuyến. Và hình thức này được tỉnh Hậu Giang áp dụng từ năm học 2021-2022. Hiểu được tầm quan trọng của việc dạy và học trực tuyến, làm thế nào để học trực tuyến mang lại hiệu quả, nên đề tài nghiên cứu khả năng thích ứng của học sinh trung học phổ thông khi học trực tuyến, thực trạng và giải pháp được thực hiện. Mục đích nghiên cứu của đề tài nhấn tập trung vào những vấn đề như sau. Thứ nhất là nghiên cứu khả năng thích ứng của học sinh trung học phổ thông khi học trực tuyến như thế nào. Thứ hai là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến việc học trực tuyến của học sinh là gì. Và cuối cùng là nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm để nâng cao chất lượng học tập trực tuyến trong giai đoạn hiện nay. Phương pháp nghiên cứu thì nhóm tụi em nghiên cứu từ thực tiễn, khảo sát số liệu thông qua bản hỏi bằng hình thức online, sau đó thống kê, phân tích số liệu, nguyên nhân, đề xuất giải pháp, áp dụng giải pháp và cuối cùng là rút ra kết luận. Qua khảo sát thì chúng ta có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh, trong đó những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là thiết bị học tập, không gian học tập, phương pháp học, tâm lý và nhận thức học sinh khi học online. Vấn đề thứ nhất là nghiên cứu khả năng thích ứng của học sinh trung học phổ thông khi học trực tuyến như thế nào. Nội dung thứ nhất là khảo sát về nhận thức. Qua kết quả khảo sát, ta thấy là một bộ phận học sinh cho rằng việc học online khá phiền phức vì các bạn chưa nắm rõ được các thao tác khi tham gia học. Có 56% là học sinh cho rằng việc học trực tiếp khó tiếp thu kiến thức. Như vậy, việc thay đổi hình thức dạy học ảnh hưởng đến nhận thức học sinh rất nhiều và đa số học sinh còn khá lúng túng và chưa thích ứng với hình thức dạy học này. Nội dung thứ hai là khảo sát về tâm lý. Tâm lý chưa ổn định vì phương pháp học còn mới mẻ. Học online trong thời gian kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của học sinh. Nhiều kết quả khảo sát thấy là tỷ lệ học sinh sợ đám đông là 11,6%, 23,3% các bạn cảm thấy lo âu và căng thẳng, các bạn không thoải mái khi học ở nhà chiếm tỷ lệ là 74,36%. Cái vấn đề thứ hai là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến việc học trực tuyến là của học sinh là gì. Khảo sát thứ nhất là về học tập, về thiết bị học tập của học sinh. Khảo sát thứ hai là về không gian học tập, thì có trên là 70% các bạn chưa có không gian học tập phù hợp. Khảo sát thứ ba là về phương pháp học tập, thì qua kết quả khảo sát thì cho thấy một số học sinh có ý thức, có phương pháp tham gia lớp học trực tuyến nhưng vẫn còn rất nhiều bạn chưa biết cách, còn lúng túng và chưa có phương pháp phù hợp để học tốt các tiết học online. Qua phân tích thì có đến 77,7% là học sinh làm việc riêng trong giờ học, 67,13% là học sinh chưa tập trung khi tham gia giờ học, 59,95% là học sinh chưa có sự tương tác với giáo viên, từ đó dẫn đến kết quả học tập của các bạn chưa cao. Từ kết quả khảo sát thì chúng ta thấy được nguyên nhân do là hình thức học mới, học sinh chưa được chuẩn bị tâm thế, điều kiện trang thiết bị học tập còn thiếu, chưa đồng bộ, nhà trường thì quản lý học sinh học trực tuyến chưa thật sự chặt chẽ, trang bị thiết bị của học sinh thì chưa được trang bị tốt. Để việc học online mang lại hiệu quả, nhóm nghiên cứu đã đề xuất và áp dụng một số giải pháp như sau. Thứ nhất, về phía nhà trường, để khắc phục những khó khăn trong quá trình học trực tuyến, nhà trường quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc sống ở vùng sâu, vùng xa, khó tiếp cận và kết nối với mạng Internet, phải học nhờ. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần quan tâm đến và chia sẻ những kinh nghiệm cho học sinh việc sử dụng các thiết bị học tập, kỹ năng khai thác và sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục vụ hoạt động học tập. Vấn đề thứ hai là về phía giáo viên, đổi mới trong phương pháp giảng dạy, tăng cường quá trình tương tác giữa giáo viên với học sinh, tổ chức nhiều buổi thảo luận nhóm trong quá trình dạy học online, xây dựng hệ thống đề thi, đề kiểm tra, ngân hàng câu hỏi phù hợp, giảm căng thẳng và áp lực của học sinh. Giáo viên tăng cường giao nhiệm vụ cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo. Về phía học sinh thì nhóm nghiên cứu nhận ra rằng là phải có sự thay đổi từ chính bản thân của các bạn, phải có sự tích cực, chủ động trong việc xác định nhiệm vụ học. Nhóm đưa ra một số giải pháp như sau là chủ động chuẩn bị phương tiện học, chọn không gian yên tĩnh, không làm việc riêng học online, nên vào tiết học sớm,
Chú ý đến thời khóa biểu, chuẩn bị bài trước, đọc thêm tài liệu tham khảo. Nhóm thực hiện tuyên truyền bằng cách là tạo nhóm Zalo riêng của lớp để có thể trao đổi trong quá trình thảo luận cũng như học nhóm ngoài giờ tham gia vào lớp học, đồng thời là mời các nhóm khác cùng tham gia. Về gia đình thì tuyên truyền cho gia đình không qua giờ sinh hoạt lớp. Gia đình nên tạo điều kiện bố trí cho các bạn một không gian học hợp lý, yên tĩnh, hạn chế đến mức thấp nhất làm cho các bạn phân tâm. Qua việc thực hiện những cái giải pháp nghiên cứu đã thấy được những cái hiệu quả, những cái giải pháp mang lại chất lượng dạy học được nâng lên rõ rệt. Kết quả nghiên cứu sau khi thực hiện giải pháp là khảo sát tỷ lệ điểm trung bình kỳ điểm kỳ kiểm tra giữa kỳ 1 của trường Trung học phổ thông Vị Thanh năm 2020-2021 và năm 2021-2022. Qua kết quả khảo sát thì cho thấy học sinh bước đầu đã khắc phục được những khó khăn khi tham gia học trực tuyến. Các bạn biết vận dụng những cái phương pháp, những cái kỹ năng cải thiện được tâm lý và đặc biệt là đã thay đổi nhận thức về học trực tuyến. Từ đó các bạn tự tin học hơn và kết quả khảo sát so sánh giữa tỷ lệ kiểm tra chất lượng giữa kỳ năm 2020-2021 tỷ lệ yếu kém giảm hẳn, 10 trên 12 môn có tỷ lệ yếu kém thấp hơn năm 2020-2021. Khảo sát thứ hai là chúng em sẽ khảo sát thống kê xếp loại môn học giữa kỳ 1 năm 2020-2021 và năm học 2021-2022. Thì qua kết quả khảo sát thì cho thấy là cái tỷ lệ điểm trung bình của kỳ kiểm tra giữa kỳ 1 năm 2020-2021 là 14,99%, còn trên trung bình là 85,90% của năm học 2021-2022 là 9,12%, trên trung bình là 90,29%, giảm đến 5,82%. Như vậy, mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn do năm đầu tiên triển khai hình thức dạy và học trực tuyến, nhưng với những cái giải pháp kịp thời hỗ trợ học sinh về phương pháp, về tâm lý, về nhận thức đã giúp các bạn an tâm hơn, bớt lo lắng và học tốt hơn trong giờ học trực tuyến. Kết luận thì là từ kết quả khảo sát thực tế và những khó khăn mà các bạn học sinh đang gặp phải hiện nay thì nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp và đã mang lại hiệu quả. Các bạn học sinh đã dần thích ứng được với môi trường học mới. Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra được những khó khăn của học sinh, khả năng thích ứng, những cái giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm góp phần từng bước nâng cao hơn cái chất lượng dạy học trực tuyến ở trường Trung học phổ thông Vị Thanh nói riêng và các trường Trung học phổ thông nói chung. Còn thuyết trình của chúng em đến đây là hết. Xin cảm ơn quý thầy cô cùng tất cả các bạn đã lắng nghe.